Xin chào buổi sáng mọi người á. Đây là Mai Phú Tân nó nở nè. Mai Phú Tân nở hay dễ thương ha. Cái hoa này là ngày thứ ba của nó, thứ ba nó rụng dần rồi ha. Ngày thứ hai nè. Ngày thứ hai nha. À, phần hoa, cánh hoa nó tròn. Đây là Mai Phú Tân nè ha. Đây, ngày thứ hai của nó nè, cánh hoa tròn á. Mai Phú Tân ha. À, nút Phú Tân thì nó nhỏ chứ không có to ha. Đây, nhỏ thôi, à, nhưng mà được cái nút nào nở chắc nút đó. Lúc nào là lúc đó hết nè, làm lúc rất là nhanh luôn á. Cây nhỏ mà tới mấy chục nút luôn ha. À, cây lên đây lặt lá bữa 15 tháng 11 á. Bữa nay là 21 à, coi như là 6 ngày á. À, ngày thứ 6 bắt đầu nó bung quả trấu rồi nè. À, Phú Tân bung rất là mạnh á. Phú Tân nó bung rất là nhanh nè ha. Đó, hôm nay bỏ trống hí hí rồi, hôm nay trời cũng khá lạnh á. Ban đêm có bữa là nhiệt độ nó xuống có 20 độ à. 20 độ à. 20 độ ở miền Nam gọi là lạnh rồi. Còn ở miền Bắc 20 độ với cái là bình thường á. Đây, giống Phú Tân nó bung quả lụa rồi ha. À, còn cây Phú Yên dưới nè, Phú Yên ở đây bung đều hết rồi ha. Đây, Phú Yên này bung đều hết nè. À, Thủ Đức ha, Thủ Đức đây đặt lá nè. Đây, có cái hoa nó ra nè. Thủ Đức đặt lá ngày 14 á, 14 bữa nay nó cũng chưa có bung, bữa nay nút nó còn chưa có bung ra ha. Này mấy cái hoa là lần trước nè, trước là nó tạo nụ sẵn rồi đó. Đây là cây hoàng hậu á, cúc hoàng hậu. Ở đây có cây Thủ Đức ha, vô chậu nhỏ, chậu mỹ nghệ ha. Đây, mình thấy cũng đẹp nè. Thấy nó có chút xíu à. Cái này thì nó cao chừng tấc mấy ha. Tấc mấy mà nụ thấy cưng quá. Ta em đem vô chậu luôn. Giờ cây Thủ Đức ha, cũng nở ra. Đây cây Phú Yên cũng nở ra nè ha. Đây, cái tháng này sâu cực kỳ sâu nhiều luôn á. Thấy nó bị rụng nụ thế này nè. Đây cứ tưởng là nó bị gì á, à, tách ra là nó bị sâu trong đây nè. Nó bị con bướm nó chích một cái lỗ trong đây nè. Chích cái lỗ vô này ha. Chích cái lỗ này nó rụng luôn à. Để ra có con sâu nhỏ xíu nó ăn nhị bên trong à. Này, bởi vì sau khi lặt lá mai xong à, chúng ta phải xịt thuốc sâu rồi đó. Xịt chắc có thể phải tháng 3 ngày xịt một lần á. À, thì 3 ngày xịt xong là nó rửa trôi hết nước, anh ta tưới rửa hết nước ha. Rửa ra hết thuốc rồi. Đây, nó rửa ra hết thuốc là hết tác dụng rồi. À, tại vì bướm nó đẻ liên tục à, bướm nó đẻ liên tục ha, cả 3-4 ngày là thuốc hết tác dụng rồi. Đấy, à, anh em lưu ý cái chuyện là xịt thuốc cho nó ha, xịt thuốc sâu để mà nó ra hoa, nó ra nguyên một năm nó ra hoa ra nụ đã rồi cây bướm nó lại nó chết thúc cái là nó hư rồi. À, mấy con bướm mà nó phá dữ lắm phá à. Nhưng mà đó là lẽ tự nhiên của nó ha, nó cũng phải tìm cây cỏ đâu, có một cái vòng á, nó thụ phấn cho cây rồi nó làm nó đẻ sâu rồi á.
Đây cây thủ đức nè. À, cây mà muốn nhanh nở á, nhanh nở chúng ta để khô gốc này nè. Đây chúng ta có thể tưới một cho nó một miếng Atonit ha. Atonit kích thuốc kích thích sinh trưởng á, là dưỡng rễ phân hữu cơ vậy á, để khô gốc rồi chúng ta tưới. À, tưới nha, hạn chế tưới vào cái vùng gốc này nhiều quá. Này là vì cái cây mà chúng ta tưới làm cái bộ rễ này nó lạnh quá thì nó lâu phát lắm. Lâu phát lắm. Có thể quay một chút phân thuốc dưỡng rễ hoặc là kích thích sinh trưởng á, tưới cho nó nhanh bung lên. Mà liều lượng lỏng thôi nha, đừng có nhiều quá là trái rễ á. À, để cây thủ đức nhỏ nè, nên nó cũng bung bông lên ha. Đây, nụ thế này chúng ta phải xịt thuốc sâu á. Đấy, mấy con bướm lại nó chích một cái là hư rồi. Đây, cây khu tân ha. Đây, nhìn nó bung bông ra rất là thích nè. Đây, nó bung rất là nhanh nè. Mà nút nó bị rất là chắc, nó không có bị nín nè. Nè, khu tân nè. Có bao nhiêu nút mà nở hết bấy nhiêu luôn nè. À, cây này lần trước là bán ai cũng chê hết rồi nè. Đây, nó bị loét thân nè. Loét thân. Nè, khu tân nè. Ra bao nhiêu nở bấy nhiêu luôn. Lặt lá mới có 5 ngày vậy. 5 ngày là bắt đầu bung vỏ lụa ra. À, bữa nay là 16 á. Coi như là khoảng 8-9 ngày nữa là Noel này. Không biết nở kịp Noel không đây ha. Nay thấy nó bung bông ra nè. Bung búp nhỏ nhỏ nè. Hy vọng cây này sẽ đón Noel nè. À, để đón Noel thì phải thun thuốc sâu đều đều mới được. Đây. Lúc này sâu quá tí sâu luôn à. Đi vòng vòng mấy cái bông nở nó bị sâu ăn hết trơn à. Mấy bông nở vòng vòng vườn á. À. Nó tấp tấp thế này là nó bị sâu ăn nè. Tấp tấp này là bị sâu ăn hết rồi. Đây còn cái dạng phân á. Giờ hiện tại chúng ta vẫn tưới phân nha. Đây chứ không có ngưng phân đâu. Ngưng phân là cây nó sựng lại liền. Nó thiếu chất á. À. Tại vì cây hiện tại nó vẫn còn lá nè. Vẫn còn lá nè, vẫn còn nụ, nó phải có chất để mà nó nuôi á. Thì trong cái phần cái chậu này nó tẩm lẫm nó có nhiêu đây ha, nhiêu đây à. Thì lá nó lúc nào nó cũng trao đổi chất, nó cũng quang hợp hết á. Ừ, chúng ta không có bỏ nó. Đây vẫn tưới phân đều đều quá nè. Tại vì cây ngoài tự nhiên á, tự nhiên thì cái rễ cái cây này thậm chí cái rễ ngoài nó đi rất là xa. Nó ăn đất rất là xa, nó hút ngày nào nó cũng hút dinh dưỡng, không cũng hút chất hết trơn á. Đây cũng hút nước ha. Chứ cây mà chúng ta để ý là cái cây này nếu mà nó bị thiếu nước chừng một ngày một à. Một ngày một thiếu nước là lá nó xào lá, nó rụng lá. Đấy. À, cây ở trong chậu thì ở ngoài đất này cũng giống như nhau thôi. Ở trong chậu thì nó chỉ trồng dinh dưỡng vào còn một cái tẩm lẫm nó có nhiêu đây à. Còn ở ngoài đất á. Ngoài đất thì nó cái rễ nó đi đây đi đó rồi. Đấy, thậm chí cây ở ngoài đất mà nó bị thiếu nước thì nó cũng xào lá ha. Đấy, thì có nghĩa là trong cái giai đoạn mà bất cứ giai đoạn nào thì cây nó cũng hút nước hết đó, chứ không có nghỉ ha. Nhưng ngủ đông ngủ điếc gì nó là khi nào nó rụng trụi lá đi là nó mới ít hút nước thôi. Đấy, còn khi mà nó bị mất nước nè, đấy khi mà cây nó bị mất nước á, mất nước thì nó phải hút nước. Đấy, thì có nghĩa là trong bất cứ giai đoạn nào trong năm á, thì cây nó cũng có trao đổi chất hết ha. Đấy, chứ mà bây giờ mà còn một tháng cuối năm nữa mà chúng ta ngưng phân á, ngưng phân à, thì chỉ tưới nước lạnh không á thì cây nó cũng thiếu chất thì nó sựng lại liền à. Đấy, tháng này thì chúng ta chỉ tưới phân hữu cơ thôi ha, hữu cơ liều lượng loãng thôi. NPK thì chia nhỏ ra nữa, thay vì một phi 200 lít chúng ta tưới 200 gram á. 200 gram thì chúng ta giảm liều lượng xuống á, phi hành đất chúng ta tưới cỡ 100 gram, 150 gram á, nghĩa là một lít nước là 1 gram á, thì 20 lít là 20 gram, 20 lít 20 gram á, trộn với lại cũng khoảng bao nhiêu đó phân hữu cơ á, có nghĩa là cái phi 200 lít á thì mà trộn nửa này nửa kia. Chúng ta thì người ta có 1-2 cây thì chúng ta trộn nửa NPK nè. Tháng này thì xài NPK số đầu số cuối cao á, còn không có xài ba số bằng nhau cũng được, trộn với hữu cơ.
đây, cứ loãng loãng thôi, 10.000 lần đều đều á. Đây, có chút xíu à, chúng ta nghĩ là một cái cây này thì nó có chừng 2-3 hộp phân, không có nhiều đâu á. Đấy, không có nhiều đâu mà nó nuôi cả ngàn cái lá nè, nuôi cả ngàn cái lá, nuôi thân, nuôi rễ, nuôi đủ thứ hết trơn à. Giống như chúng ta về ăn có ăn cơm, ăn có một chén cơm này nè mà làm đủ thứ chuyện á, đủ thứ chuyện. Làm từ sáng ngày 6 giờ, có người 5 giờ, có người 4 giờ dậy đi làm rồi. À, có mấy anh làm văn phòng á thì dậy trễ một chút, 7-8 giờ, còn mấy người giống như đặc biệt mấy cái anh mà đi bán chợ sớm á. Bán chợ Bình Điền đều đó, Bình Điền đều là lo 2 giờ mấy, 2 giờ rưỡi rồi á. À, phải đi lấy hàng rồi ha. Đấy, chúng ta phải có dưỡng chất đâu ăn vô. Thì cây cỏ nó cũng y chang thôi, cũng không khác gì. À, cây cỏ nó cũng y chang thôi, ngày nào cũng trao đổi chất hết trơn. Ngày nào cũng trao đổi chất thì nó phải có dưỡng chất á. Còn cái phần đất trồng chúng ta nè, nó chả có cái gì mà nó ăn đâu ha. Ở đây nó có sơ dừa với vỏ trấu không à. Sơ dừa vỏ trấu, sơ dừa vỏ trấu nó có cái gì đâu mà nó ăn ha. Có dưỡng chất gì đâu mà ăn. Đây, nó có chất mùn này kia đâu thì mới ăn được, chất hữu cơ, chất phân hủy đâu. À, lượng phân bón chúng ta bón vào phân chuồng quay một gì đó, còn trong đây thì nó có chỉ có sơ dừa với vỏ trấu thôi. Thậm chí nhiều khi có mấy chỗ người ta trồng đất trồng cát á, thì cái lượng dinh dưỡng ở đây là như nó không có, nó tẩm lẫm trong vòng con gan tay nè, nó lấy gì nó ăn bây giờ á, bắt buộc chúng ta phải tưới phân đều 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 cho nó. À, cây trồng đâu cũng vậy, trồng ở Nhật, trồng ở Mỹ, trồng ở Pháp, trồng ở Đài Loan, trồng đâu cũng vậy ha. À, cây trồng chậu ai cũng phải tưới phân hết trơn á. Tưới phân thì dạng tưới phân cũng không ai nói tưới như thế nào á. Là chúng ta hiểu đúng cái nguyên lý đó. Ngày nào cây nó cũng trao đổi chất, thử một ngày chúng ta không tưới nước thôi, nó thử coi ha. Nó khô queo liền, có nghĩa là bao là ngày nào mà cái rễ này cũng hút nước cả. Ngày nào cái rễ này cũng hút nước á, cái lá này thì nó trao đổi ra ngoài thì phải có phân. Và lượng phân như thế nào á, chúng ta bón cho nó phù hợp, bón loãng thôi. Chúng ta tạo một cái môi trường ở trong chậu này nó giống như cái môi trường ở tự nhiên của nó ha. Có chất này chất kia đây. Chứ không phải tưới phân mà tưới nhiều quá cũng chết, tưới ít quá thì không tốt. Tưới vừa vừa thôi ha. Giống như chúng ta ngày nào chúng ta cũng làm việc á, ngày nào chúng ta thử đói ăn nữa coi. Đây, làm việc chả có hiệu quả gì cả, mặc dù sống thì vẫn sống á, sống thì vẫn sống mà không làm việc nó không như nó không có sức sống á. Là Phú Tân nè, à, Phú Tân à. À, Phú Tân nở rất là thích nè. À, dù hoa nó không có sắc sảo bằng Thủ Đức ha, nhưng mà được cái là nó nở hết, và bao nhiêu nở bấy nhiêu. À, một nút thì nở hết một nút ha. Đây, dòng Phú Tân này. À, hiện tại thì mấy cái đọt người ta bấm hết ha, không có để nè. Để mấy cái đọt này nếu để lấy bao ghép thì để ha, còn mấy đọt này không có làm bông được ha. Đây là dạng Phú Tân nè. À, Phú Tân hoa cũng có nét duyên á, cánh nó tròn nhìn nó mát mắt lắm. Còn Thủ Đức thì cánh nó nhọn á, mỗi thằng nó có một nét riêng của nó. Không bao giờ có Thủ Đức mà có được cái hoa như thế này á, cái phơm nó tròn màu đậm. Thì mỗi thằng cũng có như Việt Nam với lại Thái Lan, Campuchia rồi ha, mỗi người có một nét à. Phơm hoa tròn nhìn rất là có duyên á. À, Phú Tân ai chê gì chê, nhưng mà đi chợ thì nó nở tốt á, nó nở tốt. À, Phú Tân làm lại bán cho thương lái thì người ta cũng ngại mua à, tại vì không biết như thế nào. Còn à, người đi chợ à, trực tiếp làm mà trực tiếp đi chợ thì rất thích cái dòng Phú Tân. À, đây có bông hoài mai cúc nó nở nè, cúc Tân Châu á. À, nó cũng có bị sâu nè.
tân châu nở hoa. Đây. Hoa này nhiều cánh á, rất là sai luôn. Một giống này một năm phải cho đến 2 vụ hoa. Rút tân châu. Nốc của nó nè. Bị sâu á, để bị lưu ý phải lặt thuốc sâu thường thường á. Tháng này thì bỏ trĩ không có sợ nữa nhưng mà sợ sâu. Sâu thì chúng ta mua những loại thuốc sâu sinh học á, sinh học là xịt nó không có hôi, không có mùi hết á. Nước tưới thì đủ cho cây á, phân thì cũng phải đủ, phân liều lượng loãng thôi nha, chứ không phải nhiều quá đâu. Chúng ta mua, chúng ta trồng một cái cây thế này, chúng ta mua chừng 100g phân à, xài 3 năm chưa hết nữa. Phải 3 năm nha, tại vì một muỗng canh á, còn là trên là nó 20g á. Mà 20g đó là một cây này chúng ta có thể tưới được cho khoảng là 6-70 cây vậy đó, có thể tưới khoảng 6-70 lần á. 10 ngày tưới 1 lần thì 1 năm có 50 tuần à. Lấy 20g là xài xài trong vòng hơn cả năm á, gần như là cả 2 năm vậy. Đấy, cũng có tốn có nhiều tiền đâu á. Phân NPK thì ký cái loại mà đắt nhất á thì khoảng chừng 25-27 ngàn gì đó, còn mấy loại thường thường á khoảng mười mấy ngàn. Hữu cơ thì một ký nó là 70 ngàn á, thì mỗi thứ 100 gram 7 ngàn phân hữu cơ với lại 2 ngàn là 10 ngàn á một cây. Tới này tao làm một trồng một năm á là tốn nhiều lắm á, là 10 ngàn phân à. 10.000 phân không có tốn kém gì ha, mà nuôi cây nó khỏe. 10.000 là nhiều quá nha, 10.000 nói chung nó 10.000 là tới cho 3-4 cây luôn á. Có 10.000 á, nhưng mà chúng ta được đánh đổi được cái niềm vui á. Có những chú là nói là dùng mà có tiền á thì để mua cái cây mai này, chăm cây mai này tạo ra niềm vui á. Nó qua được cái đó rồi nhiều khi có tiền cũng không mua được niềm vui á. Đại loại nó ý nó là như vậy á. Rồi xin chào buổi sáng mọi người, một vài chia sẻ cách chăm mai cuối năm á, thì mình đi tham khảo của nhiều nhà vườn lắm rồi. Đây, cách làm của người ta là hiện tại tháng này vẫn tưới phân đều đều á, tưới đều lượng loãng thôi. Đây, hiện tại cây nó vẫn trao đổi chất á, lá nó vẫn mất vẫn trao đổi, vẫn quang hợp, nút nụ vẫn nuôi lớn á. Đây hiện tại mấy mà chúng ta cắt phân đó, cắt phân nó là nó sẽ sượng lại liền à, vẫn tưới mà tưới được lượng loãng thôi ha, vẫn tưới phân mà tưới được lượng loãng, đặc biệt cây nó trao đổi liên tục à. Đây lá này nó quang hợp à, nó mất chất ha, rễ nó hút ra đấy, hút lên hữu cơ đều đều hết à. Đây còn sắm một số anh á, cây của tao trồng quanh năm á, trồng ở dưới đất tao có tưới phân phướng giờ mà tết nó cũng có ầm ầm á. Thì cây trồng ở dưới đất thì cái rễ nó phải coi như là nó rễ nó phải làm việc á, phải bon chen đủ thứ á, như cây mấy cây mai tàm cả đó, cái rễ nhiều khi nó đi cả 2 mét luôn á, nó tìm chất này chất kia để nó hút đưa lên. Còn ở trong chậu này nhắc đi nhắc lại hoài á, nó có tùm lũm á, tao gói gọn tao trồng tùm lũm nó có nhiều đây á, cái rễ nó muốn làm việc cũng không có được đâu à, nó phải có, nó trong trời dinh dưỡng chúng ta có bón vào thì nó mới hút được, còn chúng ta không có bón thì nó biết nó đi đâu ạ à, trừ khi nó có đâm xuyên cái chậu này đi à, mà không thể làm gì được ha à, nó trông chờ vào chúng ta à, phụ thuộc vào chúng ta à, rồi xin chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ, ngày đầu tuần làm việc hiệu quả. À, xin chào. Sẵn có mai đại lộc nó nở nè, một xem một vài bông hoa lấy tinh thần làm việc coi. À, đại lộc nè, rụng luôn rồi ha.